Vâng, hiện tại là 3 giờ chiều ngày 26/8/2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Trên màn hình quý vị hiện tại là một chiếc sập thờ gỗ gụ chân 20. Thì chiếc sập thờ này chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện cho một vị khách hàng là anh vợ chồng anh Hằng Mạnh ở tại Lâm Thao, Phú Thọ. Đây là một chiếc sập thờ đục mẫu mai điểu bằng chất liệu gỗ gụ, thì có kích thước là 1m97, chân là chân 20. Đây là tổng thể của chiếc sập thờ đây. Tôi quay cho quý vị tham khảo cũng như là gửi đến vợ chồng anh Hùng Mạnh trước khi là chúng tôi hoàn thiện và vận chuyển đến nhà của anh. Phần dạ thì được đục chạm mai điểu, gồm có rơi ngậm chữ thọ và những chú chim cậu trên những thân cây mai. Đây quý vị thể thấy được đường nét đục chạm vô cùng là sắc nét. Phần chân thì là được đục chạm thân cây, còn chúng ta vẫn gọi là sập thờ cây. Còn những mẫu kia khác tôi quay thì là chân là đục tứ linh, gồm có đầu nghê, có chú nghê bò dưới này. Còn mẫu này là đục chạm nó hình thức như một cái gốc cây đấy, sau đó là nó sẽ có cái cành cây buông ở đây, có chim chóc bậu trên cành cây đó, ta gọi là sập thờ mai điểu. Đây là phần chân. Gốc cây cổ thụ lâu năm đấy. Thì là đi ra cái đoạn bên ngoài này, quý vị sẽ thấy một cái thân cây nó buông dài ra, và có những cái cành hoa lá, rồi thì những con chim. Chim và hoa thì chúng ta gọi là mai điểu, sập thờ mai điểu. Còn chính giữa này thì là đục chạm chú rơi hay còn gọi là phúc, ngậm chữ thọ. Rất là ý nghĩa luôn, hoa văn này ý nghĩa. Phía trên cổ thì ta có thể thấy được cái hình tượng rồng trâu mặt nguyệt ở giữa đây. Những chú rồng thì được chúng tôi chạm khắc biến hóa thành những cây trúc hay cây mai, gọi là rồng hóa. Rồng hóa giữa là cuốn thư. Đây là cuốn thư này. Thì hình ảnh cuốn thư mà bên bút bên kiếm thì là thể hiện cho cái hình ảnh của người quân tử thời xưa, hay còn gọi là văn võ song toàn đấy. Văn võ song toàn là hình tượng ý nghĩa của cuốn thư. Đấy, những cái đường triện gấm này, triện gấm thì thể hiện cho một cuộc sống ấm no, đó là quan niệm của các ông bà ta ngày xưa, cũng như là theo những hình tượng theo phong thủy. Đây là có bầu rượu cuốn thơ này, đây là còn những trái đào này, thể hiện cho trường thọ, những đồng tiền này, kim tiền này. Hình tượng ô vuông ở giữa đồng tiền thì là cũng đồng tiền xu như này là cũng tượng trưng cho trời đất nha các bạn nhé. Đấy, những hình tròn là tượng trưng cho trời, hình vuông là tượng trưng cho đất, đấy, trời đất giao thoa, rất là ý nghĩa. Phía trên là có bốn con rồng bao lan, gọi là bao lan trên nóc. Và mặt của chiếc sập thờ này là mặt hai lá quý vị nhé, mặt hai lá. Đây gỗ vụ đây. Những quý vị nào mà tinh ý về đồ gỗ thì khi nhìn này là có thể biết ngay là đây là vân của gỗ vụ. Ta sẽ nhìn vân gỗ để biết được chất liệu gỗ như thế nào. Mặt rất là đẹp luôn. Đó. Ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là máy quay nó không lấy nét được. Còn đi về phía bên hông của chiếc sập thờ này thì cũng là đục chạm hai cành mai ở giữa và những cái hoa văn hoa lá tây đây. Hoa văn hoa lá tây đây cũng đều là mang ý nghĩa cả. Tôi sẽ quay lần nữa chính giữa cho quý vị xem. Đây tổng thể đây. Tổng thể đấy nhá. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Thùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Phú Cẩm Hiếu Thọ. Còn mọi người thì muốn xem thêm những sản phẩm khác thì có thể truy cập vào website đồ gỗ thùng8.com.
chúng tôi đã đăng tải rất nhiều hình ảnh cũng như là video clip trên đó rồi. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian và xem hết video này. Xin cảm ơn.